Rồi, trên xe của giá rẻ xin kính chào tất cả quý anh chị em và các bạn nha. Thì hôm nay lên sóng VS nha mọi người. Quay S thì tầm đời 2008 VS mấy 100 nha anh em. Nói chung là màu đỏ, rất là đẹp anh em ha. Thì xe thì hiện tại đang có cái cửa hàng xe máy Hoàng Sáng. Anh chị em mình đang có nhu cầu muốn mua VS thì có thể liên hệ lấy con này nha. Thì nói chung là con này thì tầm giá là 11 triệu anh em ha, 11 triệu. Có trả góp này, có ship xe này. Rồi giá này còn thương lượng ha. 11 triệu này thì nói chung giá thương lượng thì còn tầm 10 triệu mấy trăm đó. Thì 10 triệu mấy trăm thì anh em gọi nha. Anh em gọi giùm em cái đầu số 0983533445 làm việc trực tiếp đến cửa hàng xe máy Hoàng Sáng nha anh em. Còn bây giờ thì em sẽ đi chi tiết cho anh em xem con này. Nói chung là xe cộ bên em bán ra thì nói chung là máy móc đồ rất là ok nha mọi người. Đấy, anh em nghe thử cái này. Nói chung là nét lắm. Có thể là dàn ngoài của nó hơi xấu, dàn ngoài nó hơi xấu, hơi cũ, có thể là chày, có thể là giặt tút, có thể là dán lại tem hay là gì gì đó. Tại vì xe hiện trạng mà anh em, có sao thì bán vậy, nhưng mà cam kết với anh em là cục máy của nó rất là ngon, rất là êm. Máy rất là giòn anh em, hơi rất là lực luôn. Cái dàn hơi rất là lực, rất là căng nha anh em. Máy móc rất là êm ái nhẹ nhàng luôn. Tại vì cái dòng Honda này, thực chất là cái dòng Honda này thì máy của nó rất là bền anh em ạ. Máy rất là bền. Nếu như mà anh em không có giống như kiểu là không có phá, không có bung bầu, bung ốc ra đồ cục lung này kia, thì thực sự là cái dàn hơi của nó rất là nét, rất là căng. Chạy cũng xi nhê vậy đâu. Mấy dòng Honda này anh em mà dầu nhớt định kỳ đầy đủ anh em, bảo dưỡng bảo trì đầy đủ thì nói chung là chạy vui vui anh em ơi, không có xi nhê gì hết á. Mà mấy dòng này thì anh em thật sự mà nói là nó chạy càng cũ càng đẹp anh em ơi. Cái nét của nó có càng ấy càng đẹp anh em. Anh em mà giữ được con nào mà giữ được từ dàn chân dàn áo rồi tem bọng anh em, càng cũ càng đẹp, nhìn càng đẹp anh em, nhìn càng mê anh em ạ. Chứ nhiều khi chưa chắc là đã mới là đã đẹp đâu anh em, càng cũ nó mới đẹp anh em ạ. Đấy, cái này thì thực sự mà nói là nhiều khi nói ra câu này thì nó mâu thuẫn, nhưng mà nếu mà chính xác mà anh chị em nào mà chơi xe, đam mê xe thì mới thấy được cái giá trị của những chiếc xe cũ, là càng cũ mình càng thấy nó đẹp, chứ chưa chắc là xe mới đã đẹp đâu anh em ạ. Đấy là cái này là cái là cá nhân của em, thì em đang có suy nghĩ như thế. Còn không biết là có anh em nào, chị em nào mà có cái cùng cái quan điểm như vậy không. Đấy, không phải là mình bán xe cũ mà mình nói tốt về xe cũ đâu. Xe mới rất ok, chất lượng rất ok, cái gì đó cũng mới hết á. Nó nhưng mà cái xe cũ là nhìn nó kiểu nó cổ, nó hoài niệm anh em ạ. Nó có một cái nét đẹp gì đó gọi là huyền bí sâu sâu thẳm vào trong đó. Còn xe mới thì nói chung là tất cả mọi thứ công nghệ và đồ đạc ốc bán hay là gì gì đó cũng mới này. Thực sự mà nói thì nó tốt hơn xe cũ rất là nhiều, nhưng mà ở cái chất xe cũ thì nó lại có một cái gì đó làm cho người ta mà thích, đam mê hơn. Thì đây con này thì nói chung là cái giá nó mềm anh em ạ. 10 triệu mấy trăm là anh em mua về được rồi nhé. Bánh căm thôi anh em ạ, bánh căm thắng đùm nhé. Nó cũng không phải là phiên bản cao cấp nhất đâu, không phải là phiên bản thắng đĩa đâu, mà bánh căm thắng đùm thôi. Nhưng mà cái cục máy của nó thì ok ấy, mọi người ạ. Cục máy rất là ok ha. Còn đèn chân dàn áo thì được anh em nhé, được trong tầm giá thì nó được thôi. Nó còn sót lại 2008 bây giờ thì nó còn sót lại như thế nào, thì tình trạng xe như thế nào thì nó là như vậy rồi anh em ạ. Chứ cũng không có làm gì thêm. Đấy, ví dụ như áo nè, rồi tem bọng các thứ nè. Đấy thì là nó như vậy, như cũ thôi, chứ không có làm. Nếu mà thay mới thì nó đẹp lắm. Thay mới nguyên cái dàn tem này thì nó đơn giản lắm anh em. Nhìn nó khác biệt liền à. Nhìn nó trội liền à. Nhưng còn anh em nhìn thấy không? Chày này, xước này, dăm này, chóc này. Nó đủ kiểu hết á, nhưng mà nó rất là mộc và rất là đẹp. Đấy, đèn đuôi, đèn đường này. Nhìn nó còn nét lắm. Cái này thì hồi xưa thì nó rất là sáng anh em, nhưng mà thời gian rồi sử dụng rồi này kia thì nó cũ theo năm tháng anh em ạ. Lâu rồi mà, 2008 đến giờ anh em. Đó, còn biển thì 4 số thôi, 60Z1 8130. Ngồi đầu mới ra mấy dòng này, mới đầu một dòng này quay S này thì nói chung là cũng phải điều kiện khá giả đồ này kia thì mới chơi được mấy con này anh em ạ. Đấy, thực sự mà nói thì nói chung là nó cũng kiểu là khá giả, tầm trung á, tầm trung. Vỏ lốp dày anh em nhé, vỏ lốp dày. Hai bên tem bọng thì em quay chia sẻ với anh em. Nói chung là cũng có chày, có xước, có tùm lum hết á. Đấy.
niềng thì Goshi nhé mọi người, niềng Goshi cam đồng niềng. Con này thì cam đồng niềng zin này đẹp, nó đẹp cũng phải không phải xuất sắc đâu, nó cũng phải ngả đều đâu, cũng có cái cam là cam nó ngả đậm hơn, cũng có cái nó ngả đều đấy, nó lợm chởm á, nó cũng kiểu nó lợm chởm thôi. Này cặp te này thì không có dặm đâu anh em ơi, cặp te này thì nó cũ đều hết rồi, em thấy cặp te nó cũ đều hết nên khi nào mà dặm đó anh em, khi nào mà giống kiểu nó chảy xước quá nè, giống như kiểu nhiều khi mình đi mình để chân để cặp te mình gác lên đây quá thì nó xước quá đi thì mới dặm thôi, chứ thực ra cái hộp xích này thì nó cũng không có động chạm gì nhiều đến nó đâu anh em ạ, chỉ có là để chân để đồ này kia rồi kẹt quẹt ra nhiều thôi, chứ còn hoặc là nó nổ sơn thì mới dặm thôi, chứ còn không mình chẳng bao giờ dặm nó đâu anh em. 208 anh em ha, gấp đồ này, cuộc đồ nói chung là cũng nguyên hết của nó hết anh em ạ. Tần số này, lốc này thì quay thôi, quay chia sẻ với anh em, quay đến đâu thì anh em coi cảm nhận đến đấy thôi, coi cái tình trạng của xe nó còn như nào thôi. Thắng độc anh em nhé, nói chung là thắng độc, nó không phải phiên bản cao cấp nhất đâu, nó là phiên bản bình thường thôi, thắng đùm. Nói chung là tổng quan thì con này thì chia sẻ với anh em thôi, cái cục máy của nó là ok nhất thôi anh em ạ, cục máy của nó là ok nhất nhé. Còn ví dụ như dàn áo đồ này kia hay dàn chân thì em thấy nó cũng bình thường anh em nhé, không có gì gọi là xuất sắc, không có gì đặc trưng hết á, không có gì nét nổi bật hết á, nó tầm trung như ba con khác thôi. Cục máy là ok mọi người nhé, là ngon, thấy cục máy là ổn. Với lại anh em khi mà anh em mua xe cũ rồi thì cái phần mà dàn chân hay là cái dàn áo rồi thì chắc chắn là nó sẽ có nổ sơn anh em nhé, có sẽ có nổ sơn, có chảy xước, cái đấy không bao giờ tránh khỏi được rồi. Xe trong quá trình sử dụng mà thì nó không thể nào mà tránh khỏi được những cái như vậy đâu anh em ạ. Nhưng mà quan trọng là cái cục máy nó bền bỉ cho anh em đi lại. Anh em đi là anh em đổ xăng là chạy, cũng không phải lo là suy nghĩ sợ đường xá xa xôi hay bị gì hết anh em. Đó, nên là đi nó không có vấn đề gì hết á. Mấy con này nó kiểu nó nồi đồng của đá thôi, đi thoải mái, cong được miền oxy hết nha mọi người. Chóa đèn cũng còn được anh em ha, chóa đèn cũng còn được lắm. Nói chung là một con xe thì cũng cố gắng chi tiết hết nha anh em, cố gắng chi tiết hết cho anh em. Chứ mà đi nhanh quá thì nhiều khi nó lướt qua anh em chả có để ý, chẳng có đọc lại được nhiều gì hết á. Còn ví dụ em đi chi tiết, cố gắng đi kỹ hơn từng vị trí từng vị trí thì anh em giống như anh em đang đến cửa hàng xem xe đó, những cái phần nào em cũng quay chi tiết hết giống như kiểu anh em đã đến cửa hàng xem xe rồi. Con này thì thay ổ khóa trung đoạn rồi anh em ơi, giống như anh em đã đến cửa hàng xem xe rồi ha, thì anh em yên tâm. Quan trọng là anh em về phần giá cả thôi. Đó. Giá cả thì còn thương lượng, bên em thì trả góp xích xe đầy đủ hết. Đấy, máy cực kỳ êm, nói chung là nổ rất là giòn anh em ạ, hơi rất là căng luôn á. Tại vì giá còn bớt mà. Đấy, anh em gọi vào đầu số 0983533445 giúp em nhé. Anh em xem video nhớ cho em xin lượt like, lượt đăng ký nha anh em. Đây, không bỏ lỡ những video báo giá tiếp theo của em. Rồi, về nha anh em.